lời thầy. Mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta. Năm ấy không xa bây giờ, vào một mùa Giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ về chùa, lòng còn như thấy thiếu đi niềm vui. Đi lễ năm xưa bên người, giờ đây chỉ có riêng tôi quỳ bên hàng. Cảm ơn quý vị thật nhiều.